ít ngày qua, xuất hiện thông tin tiền đạo công phượng đã có quốc tịch Nhật Bản từ đầu năm 2023. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên dân trí, đây chỉ là tin đồn, chưa có ai chính thức xác nhận thông tin này, kể cả tiền đạo công phượng. Bản thân một số người bạn thân của công phượng cũng bất ngờ với thông tin trên. Theo những người bạn của công phượng, việc công phượng có quốc tịch Nhật Bản gần như không có khả năng. Giữa tháng 9 vừa rồi, công phượng về Pleiku thăm câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, anh không hề nói về câu chuyện quốc tịch Nhật Bản. Công Phượng cũng chưa hề chia sẻ cho tôi việc này, nên khi nghe tin Công Phượng đã có quốc tịch Nhật, tôi rất bất ngờ, một người bạn của Công Phượng tiết lộ. Cũng theo phân tích của người này, nếu Công Phượng có quốc tịch Nhật Bản, anh buộc phải bỏ quốc tịch Việt Nam. Nếu điều đó xảy ra, Công Phượng không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Palestine hồi tháng 9 vừa rồi. Trong khi theo thông tin được một số kênh đăng tải ít ngày qua, Công Phượng có quốc tịch từ đầu năm 2023. Điều này bất hợp lý về mốc thời gian. Công Phượng khoác áo đội tuyển Việt Nam và ghi bàn vào lưới Palestine vào ngày 11 tháng 9 vừa qua. Trong khi đó, trao đổi với phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng cũ của Công Phượng, đồng thời luôn có sự gắn bó thân thiết với cầu thủ này. Đại diện phía Hoàng Anh Gia Lai cho biết, "Chúng tôi chưa hề nghe Công Phượng nói về chuyện cậu ấy có quốc tịch Nhật hoặc muốn làm thủ tục xin quốc tịch Nhật."